Trời ơi. Hồi nãy em chưa đem dạ ra. Hôm nay em nhờ ba mình phóng sanh số cua biển này hồi hướng cho 20 vị mạnh thường quân ủng hộ phóng sanh trong ngày hôm nay nha. Bữa nay không có cá. Cá người ta để chết rồi nên bây giờ ta đưa cho cua biển. Trong này thì cũng có dư luôn rồi đó. Mi qua gỡ phụ đi, hai người không hả cô? Rồi ba thả xuống đây, ba gỡ ra rồi, rồi ba thả đây nè. Tại cho ba chưa có kinh nghiệm thả tụi nó đó. Rồi cứ gỡ vậy thôi, tự tụi nó xuống nó gỡ kè ra. Sao nó xúc được? Nó gỡ ra, tự nó gỡ được. Ba cứ thả trên này rồi đi xuống nha. Sao nó biết chỗ đó có nước không luôn à? Trời nó thông minh mà chỉ có mình không biết thôi chứ nó gì cũng biết hết. Nó thấy nước. Nó ra môi trường này là nhà của nó rồi nên cái gì nó nhìn vô nó cũng biết. Đi. Đi coi. Ba thả sao để nó bị gãy càng vậy? Ba phải cẩn thận. Tại nó cứ kẹp luôn à. Ba thả. Ba gỡ cái sợi dây này ra rồi để tự cho nó chạy xuống thôi. Tôi biết rồi. Nó sợ nhưng... quá là nó bỏ càng lại. Không có cái dao cái kéo gì cắt cho lẹ chứ. Trời ơi, gỡ từ cứ... từ đi. Nó đứt dây rồi nó chạy à. Nên đứt dây gãy cả. Đó. Chưa bao giờ phóng sanh cua biển nên hôm nay ba em giao duyên phóng sanh nên chưa có kinh nghiệm. Còn hỏi tới hỏi luôn ha quý vị. Quý vị cũng vậy thôi à, quý vị chưa làm, quý vị chưa biết. Thì em làm mẫu đó, cho quý vị coi. Quý vị cứ nghĩ quý vị là ba em đi, quý vị sẽ biết. À, bây giờ làm tiếp nè. Chưa được thả dây chạy à. Mình không gỡ ra luôn á, nó dướng vậy vậy. Nó cứ mang mang vậy rồi sao nó thao được. Xuống dưới nó dính tùm lum mà rồi nó không xúc được, gãy chân gãy giò. Nếu chuyên nghiệp thì ba có thể tháo ra luôn, còn chưa thì ba chỉ cần quay hai cái càng nó ra là tự nó đi xuống nó gỡ ra. Đừng giật sợi dây lại nó sẽ bỏ đứt cây càng của nó ha. Mày thử gỡ cua luôn đi cho có kinh nghiệm đi. Mày còn phóng sanh cho người nhà ai nữa không? Cho sinh nhật mày nè, phóng sinh cúm nè. Cúm nè. Này mày thả bên đây, để ba thả cua đó đi. Đó. Ê, che mặt nó lại, che mặt lại. Nó thấy ánh sáng nó sẽ quýnh lộn. Để phóng sanh hết cái clip này cho bên đây ta. Này phóng sanh cua biển. Gãy trời ơi, gãy càng. Ham chạy quá mà. Quá vậy. Anh chị thấy không, chưa có kinh nghiệm là làm là rụng hết càng, hết chân, hết tay của người ta đó. Chị Chi. Nó ham chạy quá mà. Nó lụm được con tôm kìa. Thôi lấy con tôm luôn đi. Rồi. Chạy đi nè, kinh nghiệm mình nè. Ba đừng có giật sợi dây lại nó sẽ đứt càng. Không không. Đâu giật gì đâu. Ba đừng giữ sợi dây của nó nha. Nó dính trong này nè, bây giờ gỡ ra nè. Đây, muốn gỡ. Rồi vậy thì được. Vậy thì quá từ bi luôn rồi. Đó vậy mới đi chứ sao đi. À, vậy là ba chuyên nghiệp rồi đó, tiếp đi ba. Hay quá trời ba. Coi kéo cắt cái đứt ngọt sớt nó lẹ lắm, nó không có bị vướng gì hết trơn á, thành ra nó không có sợ, nó không có bị gãy càng. Để nó sợ vướng nó gãy càng. Cái đó chỉ cần giật cái ra là nó xúc sợi dây rồi ba. No. Tôi anh không ăn càng cua nhé. Đem đi chỗ khác giùm. No, không có ăn càng cua, không ăn càng cua, không ăn đồ sống. Không, cảm ơn. Con nào cứ vậy?
nó cứ kêu con ăn càng cua đi. Tây hả? Ừ. Nói chứ nó kêu đem càng cua về cho nó. Về nhà nó từ từ nó ăn hả? Ừ. Ở đây nè. À, lại lấy càng cua đưa nữa. Cái đó nó ăn được hả? Rồi thôi biết rồi. Nó kêu đập càng cua ra cho nó ăn đó. À, cứng quá ăn được hả? Mẹ, quý vị coi đi. Nó cắn tới cái gì luôn. Cái miệng đất không mà ông ai đi châu hái ông ai. Nó cứ kêu con đem càng cua ăn càng cua đi hoài. Nó không có đi ra được ngoài biển sao? Đây. Ở đây nước cạn cũng dần dần để người ta bắt nữa. Không ai bắt được con cua hết đó ba ơi. Dễ gì bắt được hả? Con cua nó đi vô trong lú, nó đi kiếm mấy con kia nó ăn thịt nó mới bị vô 7 lú thôi. À vô lú đó. Ba thả chậm quá, tự nó bắt trước nó thả nữa nè. Nè coi con thả một tay luôn nè sếp. Sếp làm này quen rồi, sếp sẽ làm được. Này lát nước xuống thằng ngu dẫn đi hết. Tì nó mở hết á. Dễ. Dễ nó kẹp hả mày. Ừ. Chưa đi hả? Ừ. Mày sao chưa đi hả? Bỏ đi. Ừ. Tí uôn lại ăn á. Tì tì. Đó, 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 chào biết. Còn một điều nữa, cái tay ba đừng để vô con mắt của nó sẽ lủng con hư con mắt của nó sẽ chết. Dữ vậy. Con mắt của nó chỉ còn con ruồi nhặn bu vô thôi, bú bú vô con mắt nó là con mắt nó đục nó chết. Con mũi chích nó là nó đi hả? Đừng có đụng vô mắt của nó. Là được, có nó là mắt thần à. Đừng vô nữa. Rồi ba hay quá ba ơi. Sao hay? Mở được hết rồi đó. Cột dày lâu quá, đi sao lại vậy, kéo quá. Kéo không có cái dao bọc giấy. Đã nó không ăn cua mà nó cứ lụm cua nó kêu ăn đi hoài. Tại sao?